Chiều ngày 9 tháng 11, Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống và trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn đã đến dự. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao thành tựu đạt được trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023 của Khóm Phú Hữu. Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa hiện có 992 hộ. Thời gian qua, các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn Khóm được hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cất nhà đại đoàn kết đã góp phần phát triển kinh tế gia đình từng bước vươn lên ổn định cuộc sống việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang lễ cưới đều được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới các hủ tục lạc hậu được đẩy lùi nhân dịp này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang tặng 20 phần quà cho hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn mỗi phần trị giá 700.000 đồng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn và thị trấn Phú Hòa trao quyết định và bản tượng trưng hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Hòa đã tặng giấy khen và quà cho 40 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023.